Hôm nay, phong thủy may mắn sẽ nói về tử vi tuổi Mão năm 2020 trong năm Canh Tý. Bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tử vi tuổi Mão năm 2020, phong thủy may mắn cảnh báo con giáp này cần cẩn thận với họa thị phi, họa đào hoa dữ cho thái tuế gây nên. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng bởi đường công danh tài lộc khá vượng. Chuyện tình cảm cũng không phải không có cách giải quyết. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Mão trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Và ngay sau đây, phong thủy may mắn sẽ phân tích về tổng quan tử vi tuổi Mão năm 2020. Năm 2020 mệnh gì? Năm 2020 tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, đào hoa có phần khởi sắc, tài lộc hanh thông, sự nghiệp cũng có bước tăng tiến, nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được thì cũng có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý thì tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tí thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển, xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tí thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận rõ ràng. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả thực sự là khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm, hung tinh có thể đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng vào họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hào của. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Mão trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé! Theo phong thủy may mắn thì năm 2020 tuổi Mão cần lưu ý, làm gì tốt nhất thì cũng phải tuân theo quy định, tuân theo pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí, mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn là được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tăm tối, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Tiếp theo, hãy cùng phong thủy may mắn luận giải về sự nghiệp tuổi Mão năm Canh Tý. Tử vi sự nghiệp tuổi Mão năm 2020. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Mão năm 2020. Canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế Tý Thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điềm báo trong năm bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh chủ về lợi cho học hành thi cử. Lấy bằng cấp chứng chỉ xin việc, chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức là rất lớn. Cơ hội đến không ít. Nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Để công việc được hanh thông, khuyên anh chị
nên dùng thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu, cũng có thể chính bản thân con giáp này lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích về sự nghiệp của tuổi Mão năm 2020 là vậy. Còn tài lộc của tuổi Mão trong năm Canh Tý sẽ ra sao? Tử vi tài lộc của tuổi Mão năm Canh Tý 2020, Thái Tuế Tý Thủy còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này, bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự tăng tiến về lương thưởng, các mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Con giáp này dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Mão sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Xong, cũng có thể con giáp này sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình, khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên, tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu quả phía sau. Nếu không thể an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau thì họa lại ập tới. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925, mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị địa chi 12 con giáp, trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Mão năm 2020. Tuổi Mão bước vào năm 2020 Canh Tý, Thái Tuế trợ đào hoa, hồng loan cát tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh Kim Lộ xuất chính quan, đây còn được xem là đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa tin vui tới tấp bảo vệ. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế, nhưng khá là tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mưa tháng qua, chưa kịp hạnh phúc thì đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là một dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu nhiều thiệt thòi lớn. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Mão năm 2020. Tử vi 2020 của tuổi Mão cho thấy con giáp này sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan, thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Con giáp này còn có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2020 này sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa.
tuổi Mão nên lưu ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm bởi bạn dễ bị thương vì những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Nên tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân mình. Để hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Mão hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, nghênh đón thái tuế, giải vận đen trong năm 2020. Tử vi tuổi Mão năm 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi năm 2020 tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, thành đầu thổ. Người tuổi Kỷ Mão năm Canh Tý có nhiều may mắn ùa tới, con giáp này có khả năng tập trung tốt, tiếp thu kiến thức mới khá là nhanh, thành tích học tập khá lý tưởng. Trong năm nên dành thời gian rảnh rỗi để tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao để phát triển thêm nhiều năng lực tiềm ẩn, tạo điều kiện cho sự nghiệp sau này. Nếu con giáp này đã đi làm thì cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng giữ tính trẻ con mà mang cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Cần tránh nảy sinh xung đột mâu thuẫn với người khác, nên học cách dĩ hòa vi quý, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn, đừng nóng nảy hấp tấp mà hỏng chuyện. Trong năm Canh Tý, tuổi Mão tình duyên bất ổn, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chưa thực sự thấy rung động thì đừng vội vàng bước chân vào một mối quan hệ mới. Cần phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng mọi chuyện, nên quan sát để đánh giá cho chính xác. Tử vi 2020 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, Lư Trung Hỏa. Tuổi Mão sinh năm 1987, trong nửa đầu năm 2020, vận trình dần dần tăng tiến, sự nghiệp có quý nhân trợ mệnh nên chỉ cần bản mệnh tập trung toàn sức vào công việc thì hoàn toàn có thể có được cơ hội phát triển bản thân cực kỳ tốt. Song nếu như bản mệnh lơ là công việc, lười biếng không muốn làm gì, cũng không chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, lại giữ cho mình thái độ kiêu căng, tự cao, không thích nghe người khác góp ý cho mình thì dù có quý nhân tại mệnh cũng chẳng thể giúp cho sự nghiệp hanh thông thuận lợi được. Vận trình tình cảm của bản mệnh trong năm khá là tốt. Người độc thân sớm tìm được một nửa hoàn hảo cho mình, song cần chú ý phải biết cách kiểm soát cảm xúc, đừng hấp tấp nóng vội mà khiến cho đối phương hoảng sợ. Chỉ cần nắm vững nhịp độ tiến lên từng bước thì cuối năm chắc chắn bạn sẽ chẳng còn cô đơn một mình. Người có đôi cần phải tránh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia của mình, nên học cách bao dung, cảm thông cho lỗi lầm của đối phương. Đừng căng thẳng, gay gắt quá mức, thi thoảng hãy tạo cho người ấy bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, giúp cho tình yêu và hôn nhân ngày càng vượng sắc. Tử vi 2020 tuổi Ất Mão sinh năm 1975, Đại Khê Thủy. Người tuổi Ất Mão mệnh Đại Khê Thủy năm 2020 vận trình khá ổn định, chính tài vững vàng, thu nhập ổn định, song cần cẩn thận kẻo tiểu nhân phá hoại từ bên trong. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi cần phải học cách nhìn lại sắc mặt người khác, lanh lẹ đoán định tình hình. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi cần phải học cách nhìn sắc mặt người khác, lanh lẹ đoán định tình hình. Đừng giở trò chơi xấu người khác, càng đừng nghĩ đến chuyện đắc tội với đồng nghiệp, nếu không chính bạn sẽ là người phải gánh chịu mọi hậu quả sau đó. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên hạn chế tranh cãi vì những chuyện không cần thiết, kẻo cát khí càng nhanh tiêu tán. Năm 2020 này bản mệnh có nhiều hung tin vây quanh, có thể sẽ mất tiền hao của, đừng tùy tiện tin người thái quá mà phó mặc tiền bạc vào tay người lạ. Bản mệnh cũng tuyệt đối không được đứng ra thế chấp vay mượn cho người khác, dù là thân hay là sơ thì cũng nên tìm cách từ chối khéo léo. Thời gian này tiểu nhân lộng hành nên có khi ở nhà mà họa vẫn bủa vây, có thể bị lừa gạt tiền bạc một cách bài bản, nên thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn đầu tư mà lợi nhuận ở mức trên trời. Người tuổi Ất Mão năm 2020 tình cảm vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, tuy nhiên cũng có lúc vì công việc quá bận rộn mà con giáp này có phần thiếu sót với gia đình, không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Mệnh chủ cần lưu ý để không tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của mình, nên giữ khoảng cách với người khác phái, đừng để đối phương hiểu lầm mà tạo cơ hội cho quan hệ ngoài luồng. Tử vi 2020 tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Kim Bạch Kim. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Quý Mão, con giáp này vận trình không ngừng tăng tiến, tài lộc khá vượng, nhất là chính tài nổi trội, thể hiện nguồn thu của tuổi Mão chủ yếu đến từ công việc chính của bản mệnh.
Trong thời gian này thì bản mệnh có quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà bước đường phía trước càng ngày càng hanh thông, suôn sẻ. Mệnh chủ sắp xếp công việc tốt, năng lực cũng không tồi, hiệu quả làm việc tăng cao. Những chú mèo tập trung cao độ vào công việc của mình nên tránh được khá nhiều sai sót không đáng có. Bản mệnh giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, ngoài việc hòa đồng với mọi người thì con giáp này nên tránh xa chuyện thị phi, đừng bàn tán chuyện không phải của mình. Mọi chuyện đừng quá gay gắt, cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, thêm bạn thêm vui chứ đừng đắc tội với người khác mà tạo thêm kẻ thù cho mình. Trong quan hệ với cấp trên nên khéo léo để không trở nên quỵ lụy, xung xoe quá mức. Cuối năm con giáp này dễ được tăng lương, thăng chức. Sức khỏe của tuổi Mão trong năm khá là bình ổn, tuy nhiên vì ham mê làm việc quá mức mà có thể dẫn đến những chứng bệnh nghề nghiệp như đau lưng, mỏi vai, thoái hóa đốt sống. Nên điều chỉnh lại chế độ làm việc của mình. Làm việc nhưng cũng cần phải vận động xen kẽ, không nên ngồi một chỗ quá lâu, ăn uống thiếu điều độ cũng có thể khiến cho tiêu hóa có vấn đề. Hãy đi thăm khám ngay khi bất ổn. Tử vi 2020 tuổi Tân Mão, sinh năm 1951, Tùng Bách Mộc. Bước vào năm 2020, người tuổi Mão vận trình khá là ổn, không phải muộn phiền lo lắng vì chuyện tiền bạc. Cuộc sống tuổi già khá thanh nhàn, không bận rộn, không căng thẳng quá nhiều. Sinh lực dồi dào, nếu là người làm ăn, kinh doanh thì tài lộc khá là tốt. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm lâu năm là có thể tìm được mối đầu tư làm ăn tốt. Cuối năm nhất định có tài lộc bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Xong, nam mệnh nên nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nên giữ cho mình tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái, không chịu sự tác động của những việc vụt vặt trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao vừa sức. Nữ mệnh ở tuổi này trong năm 2020 chú ý về các mối quan hệ xã giao, đừng lo chuyện của người khác, cũng đừng bàn luận chuyện không phải của mình. Cần nhìn rõ người tốt kẻ xấu, đừng tin lời ngon ngọt dụ dỗ mà mất tiền hào của. Về sức khỏe, nữ mệnh dễ mắc bệnh về xương khớp, hô hấp nên ngủ đúng giờ, đủ giấc, ăn đồ thanh đạm, hạn chế đồ dầu mỡ, đồ mặn, cay. Tử vi 2020 tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1939, thành đầu thổ. Người sinh năm 1939 năm nay tuổi cũng đã khá cao, bản mệnh vẫn giữ được niềm vui mỗi ngày. Bản thân con giáp này thích khám phá những điều mới mẻ, lấy đó làm động lực sống mỗi ngày cho mình. Năm Hợi, bản mệnh tài vận kém sắc, bước sang năm Canh Tý, tình hình cũng không khá nhiều hơn khi đầu năm và cuối năm chi phí tăng cao. Bản thân con giáp này tuổi tác đã cao, chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi để duy trì, thường lâm vào cảnh thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh cần phải cân đối chi tiêu, tiêu tiền hợp lý hơn để không quá thiếu trước hụt sau. Sức khỏe khá là tốt, song vẫn cần phải lưu ý những bệnh truyền nhiễm theo mùa. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Mão năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên Canh Tý, tuổi Mão sẽ gặp phải đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nhất là công việc và tình cảm. Áp lực đến từ nhiều phía, sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại càng thêm chồng chất khiến cho con giáp này muốn gục ngã. Trong công việc, những ý tưởng, dự án, kế hoạch mà con giáp này cất công chuẩn bị và đưa ra đều bị cấp trên phủ quyết, bị đồng nghiệp chê bai. Bản mệnh vừa thất vọng với bản thân mình, vừa nóng lòng muốn thể hiện bản thân không quá mức kém cỏi. Bản mệnh vừa thất vọng với bản thân mình, vừa nóng lòng muốn thể hiện bản thân không quá mức kém cỏi, càng dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Trong trường hợp này thì tuổi Mão cần phải giữ bình tĩnh, học cách kiềm chế cảm xúc để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, từng bước bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thiện bản thân. Thua keo này ta bày keo khác, đừng vội vàng bỏ cuộc. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với sự phá hoại của kẻ thứ ba. Trong trường hợp xấu nhất, con giáp này nên học cách buông tay, chấp nhận sự thật rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng cố ép bản thân phải chịu đựng, có thể chia sẻ với người thân thiết để nhẹ lòng hơn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Vào tháng 2 âm năm 2020, tuổi Mão vẫn chưa đạt được bước nhảy vọt nào đáng kể trong sự nghiệp. Trong khi đó, sức khỏe lại không được tốt, dễ mắc bệnh tật, ốm đau. Xét về đường công danh sự nghiệp của con giáp này, trong tháng 2 âm, bản mệnh vẫn bị nhiều khó khăn cản trở, không phát huy được hết năng lực của mình.
những mục tiêu không được hoàn thành đúng thời hạn đề ra có thể dần đánh mất lòng tin của cấp trên và khách hàng. Bản mệnh đừng thấy thế mà cuống quýt mất bình tĩnh. Càng những lúc như thế này thì càng phải bình tâm để giữ cho đầu óc sáng suốt. Nên tìm hiểu xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà tìm cách điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Sức khỏe của tuổi Mão tháng này không tốt, mệnh chủ dễ bị thương ngoài da, có thể do bị bỏng cọ sát. Khi dùng nước hay là lửa, cần đặc biệt cẩn thận để tránh những tổn thương không đáng có. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Mão cho thấy sự nghiệp của con giáp này dần dần có những chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, đường tình duyên thì vẫn trì trệ như cũ, chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Công việc bộn bề lo toan, con giáp này chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng biết cách hài hòa nên tự cân bằng được cảm xúc, cũng giảm bớt được những khó khăn đang bủa vây xung quanh mà hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Thời gian này có nhiều cơ hội cho bạn thể hiện mình, khiến cho tuổi Mão trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Song đừng vì thế mà tự cao tự đại, bản mệnh cần phải học cách cẩn trọng và thực tế hơn trong những hành động của mình, đừng thấy lợi mà ngã lòng. Về đường tình duyên, tuổi này vẫn chưa tìm được điểm đột phá, thậm chí còn có những dấu hiệu tụt lùi. Mối quan hệ giữa bạn với người ấy dễ bị hiểu lầm, mâu thuẫn, mà càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn, tình cảm cũng nhạt phai. Nếu bạn còn muốn níu giữ tình yêu ấy thì nên nhanh chóng tìm biện pháp để hòa giải. Đừng vì những chuyện hiểu lầm vô căn cứ mà giết chết tình yêu, cướp mất hạnh phúc mình đang có trong tay. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Tài vận của tuổi Mão trong tháng 4 năm 2020 âm lịch sẽ bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Về công việc, bản mệnh vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, thu nhập trong tháng chẳng có là bao, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống bế tắc. Thêm nữa thì dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng khả năng bị ngã, bị thương do va đập cọ sát của con giáp này là khá cao, đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Mão gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Con giáp này thường phải đối mặt và xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh trong công việc, bị khách hàng cố ý làm khó dễ, bị tiểu nhân giấu mặt chơi xấu. Nếu không học được cách bình tĩnh và kiềm chế thì dễ mắc thêm sai lầm. Bản mệnh nên bình tâm để phân tích kỹ càng mọi vấn đề, đồng thời dựa vào đó để tìm ra phương án xử lý hiệu quả, kịp thời báo lên cấp trên để xin được sự trợ giúp. Trong tháng 5 này thì bản mệnh khó có thể tìm được thấy tình Trong tháng 5 này thì bản mệnh khó có thể tìm thấy được tình yêu, càng khó có thể thoát được kiếp độc thân. Người có đôi thậm chí còn đứng trước nguy cơ chia tay. Vận trình tình cảm càng ngày càng trở nên ảm đạm, không có gì khởi sắc. Tử vi tháng 6 âm lịch thể hiện sự tụt dốc trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập trong tháng của bản mệnh. Khoảng thời gian này, bản mệnh dễ gặp nhiều sự cố bất ngờ phát sinh khi xử lý vấn đề, có thể do nóng vội hay chưa có kinh nghiệm nhiều mà con giáp này dễ mắc phải sai lầm trong tiểu tiết, dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vì thế mà bị khách hàng chỉ trích, cấp trên khiển trách. Bản mệnh cần phải dồn sức tập trung hơn cho công việc, đừng nghĩ rằng những chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Những lỗi sai dù nhỏ nhưng góp lại cũng thành cả một vấn đề lớn, đừng bao giờ mắc lại cùng một lỗi. Về phương diện tài lộc, do sai sót nhầm lẫn trong công việc nên bản mệnh dễ bị thiệt hại về tiền do phải đền bù tổn thất. Thu nhập cũng phần nào bị giảm sút khi các khoản lương thưởng bị cắt bớt. Bản mệnh nên cân đối chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Bước qua tháng 7 âm, tháng cô hồn, đường tình duyên của tuổi Mão cực kỳ là ảm đạm, còn sức khỏe thì cũng khá là tệ, chẳng thấy chút nào sáng sủa đáng vui mừng. Người tuổi này nếu đã kết hôn thì thường xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình do những áp lực trong cuộc sống và cả bất đồng trong chuyện nuôi dạy con cái nữa. Thậm chí, ở một số trường hợp còn có thể xảy ra tình trạng bạo hành dẫn đến hậu quả khôn lường.
dù là vấn đề lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay không quá nghiêm trọng, hãy bình tĩnh ngồi lại cùng nhau để nói chuyện, bàn bạc và tìm ra cách giải quyết thay vì động tay động chân như vậy, để tránh để lại bóng ma tâm lý với trẻ nhỏ. Về phương diện sức khỏe, con giáp này khi ra ngoài nên chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, người tuổi Mão tháng 8 này không cần phải quá lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ, sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm kinh doanh, đầu tư, buôn bán bất động sản hay là chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù có làm gì hay là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá là lý tưởng, không cần phải quá lo lắng nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ được hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 9 năm 2020 âm lịch, tuổi Mão sẽ đón nhiều tin mừng về tình cảm, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Đào hoa nở rộ, người độc thân nên tận dụng thời cơ này để tìm người tâm đầu ý hợp với mình. Gặp đúng duyên trời định thì chỉ sau một thời gian tìm hiểu là có thể tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn, sớm về chung một nhà. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Mão không gặp phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý hơn đến chất lượng giấc ngủ, nên sắp xếp công việc để nghỉ ngơi đúng giờ, đừng ham vui mà thức khuya xem phim, đọc truyện, vừa ảnh hưởng đến da, vừa khiến cho tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, tháng 10 này sự nghiệp của tuổi Mão có những chuyển biến theo hướng tích cực, còn tình duyên thì vẫn đang tiếp tục trên đà tăng tiến. Xét về công việc thì tuổi Mão hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mang về thành công cùng lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Như thế mà con giáp này sẽ giành được cơ hội quý báu để tăng lương, thăng chức. Về đường tình duyên thì dù là người đang yêu hay đã kết hôn cũng sẽ đều cảm nhận được sự tăng nhiệt trong mối quan hệ của mình. Đôi bên càng ngày càng hiểu nhau hơn, dù có xảy ra tranh cãi thì cũng nhanh chóng làm lành như cũ, cuộc sống gia đình ấm áp, hòa hợp hơn. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Canh Tý của tuổi Mão, con giáp này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin không mấy may mắn về công việc và tài lộc, ngay cả sức khỏe cũng nảy sinh vấn đề. Đường công danh, sự nghiệp sa sút, trông thấy người làm trong những ngành dịch vụ tháng này dễ mắc phải sai lầm, phải chịu sự chút giận của khách hàng cấp trên. Lỗi lầm thuộc về ai thì chưa cần biết, nhưng con giáp này cần phải có thái độ phù hợp để xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Sau đó hãy dùng hành động của mình để sửa sai ngay lập tức. Đừng câu nệ chuyện sĩ diện, bởi bạn có thể làm cho công ty mất đi lượng khách hàng lớn bởi những sai lầm của mình. Đồng thời, bản thân con giáp này cũng sẽ chịu tổn thất khi thu nhập trong tháng. Trong công việc, bản mệnh làm việc thiếu hiệu quả, thường không hoàn thành công việc đúng tiến độ đề ra, khiến cho dự án bị trì trệ, nhận nhiều lời phê bình, nghi ngờ từ cấp trên. Con giáp này cũng vì thế mà càng trở nên tự ti, thiếu nhiệt tình với công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình mà dễ gây gổ với mọi người. Bạn dễ dàng bùng nổ tức giận với bạn bè, người thân, người yêu của mình, không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Tâm lý xảy ra nhiều biến động, áp lực, căng thẳng, đè nặng. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải tỏa áp lực cho mình thì con giáp này sẽ ngày càng mắc thêm nhiều sai lầm và đắc tội với mọi người, mất đi chỗ dựa về tình cảm. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tổng quan tử vi 2020 của tuổi Mão, bản mệnh trong năm đạt được nhiều cơ hội thành công trong việc làm ăn kinh doanh. Chuyện tình cảm cũng ngày càng thăng hoa, rực rỡ.
để độ trợ cho tuổi Mão nhiều hơn mọi việc dễ dàng vượng trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bằng tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn hơn. Có điều sức khỏe của con giáp này năm Canh Tý không được tốt cho lắm, đường công danh sự nghiệp tuy cũng có tăng tiến phần nào nhưng phát triển không được bền vững, dễ gặp phải trục trặc trong phúc có họa. Phong thủy cửu cung phi tinh năm 2020 cho thấy cung chính bắc trong nhà năm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến những chuyện liên quan đến thị phi hay rắc rối trong công việc, gia chủ nên đặc biệt lưu tâm. Ở vị trí này trong nhà năm nay kiêng kỵ tiến hành sửa chữa hay là động thổ, cũng không nên dùng đồ màu xanh lam, xanh lá, nếu không sẽ có thể hút vận tiểu nhân mang tới những chuyện thị phi thất thiệt, sự nghiệp khó bề mà tiến bước. Sao lục bạch chủ về hoạch tài, quý nhân trong năm 2020 sẽ bay vào phương Đông Nam. Người tuổi Mão muốn có người đưa tay giúp đỡ thì nên lưu ý tới phương vị này trong nhà. Nên giữ cho nhà cửa ở vị trí này được thông thoáng, tránh để đồ đạc bừa bãi khiến cho các luồng khí bị tắc nghẽn, khiến cho quý nhân muốn giúp mà cũng lực bất tòng tâm. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Mão Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận được quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Mão năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.